chưa hết giận cậu đâu đó. Tớ xin lỗi vì những gì tớ đã nói sáng nay, nhưng mà chỉ cậu mới có thể giúp được tớ thôi. Thật không thể tin được, Max xin lỗi kìa. Mấy nay cậu ấy lạ lắm, không giống một Max kiêu ngạo chút nào. Xin lỗi nha, mình đang vội quá. Các bé đói lắm rồi đúng không? Anh đem đồ ăn đến cho các bé nè. Học xong anh sẽ quay trở lại, cả nhà cùng ăn thôi. Ba lô quân siêu phàm với thiết kế 3D siêu ngầu, có điểm mút thoáng khí, hỗ trợ chống gù chỉ với 36 thẻ quà quân. Là do... Dạ, bạn ấy nói mới đó Papa Bự. Em thấy bạn ấy nằm ngủ gục nãy giờ. Dạo này cậu lạ quá, không giống Max chút nào. Hay là cậu bị da đập chỗ nào, có cần mình trị thương cho không? Thôi khỏi, mình bình thường, còn lâu mình mới dám nhờ cậu. Mình chỉ đùa chút thôi mà, đồ đáng ghét. Hả? Max! Em đau bụng quá thầy ơi, thầy cho em ra ngoài một chút ạ. Max dạo này yếu ớt quá ta. Anh quay trở lại rồi nè, mấy bé chờ anh có lâu không? Hả? Sao vậy mấy đứa? Mấy đứa bị ốm hả? Hả? Sao lại thế này? Siêu Ly, Siêu Ly, Siêu Ly, Siêu Ly hãy giúp tớ với. Tớ không giúp đâu. Sáng nay có người nói không thèm nhờ còn gì. Siêu Ly, tớ xin lỗi vì những gì tớ đã nói sáng nay, nhưng mà chỉ cậu mới có thể giúp được tớ thôi. Trời ơi, gì đây? Thú cưng của tớ, tụi nó ngất hết rồi. Sao không nói sớm hả? Nhanh vào đi. À quên, tớ chưa có hết giận cậu đâu đó. Ý, các em khỏe lại rồi. Cậu có biết tụi nhỏ bị làm sao không? Do loại thức ăn, mỗi sinh vật sẽ có loại thức ăn phù hợp. Cậu không thể cho ăn lung tung như vậy được đâu. Không ngờ Max lại có thể hạ mình nuôi thú cưng. Cậu giữ bí mật này cho tớ nha. Không được. Đi mà, tớ không muốn mọi người biết đâu. Còn ai không biết đâu Max. Nãy cậu lo lắng nên chắc không để ý. Mấy cậu có thấy gì chưa? Max xem khóc đó. Có quay video rồi đó. Trời ơi, mấy cậu ở đây từ lúc nào vậy? Đi ra ngoài giùm cái đi. Thôi nào Max, chúng tớ biết cũng đâu có sao đâu. Khi nào cậu bận không tiện chăm sóc tụi nhỏ thì chúng tớ có thể giúp mà. Tụi em rành chăm thú cưng lắm á. Mình sẽ cho tụi nhóc biểu diễn thời trang. Hay đó ta. Còn tớ sẽ thăm khám sức khỏe hàng ngày. Thật hả? Cũng hay đó. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Chăm sóc thú cưng với tớ đúng là một việc không dễ dàng. Vậy là từ giờ không phải lo lắng nữa rồi. Mỗi bạn đắc chí hay xem chiếc xe tô màu cuda sắt đây, khiến mọi đồ vật tăng thêm sức mạnh. Xe tô màu cuda sắt được chế tạo từ công nghệ hành tinh cool smart và ba cây bút màu chứa đựng năng lực kỳ diệu, biến hóa thành phương tiện vận chuyển trong tình huống khẩn cấp. Giờ hãy nhìn đi, chiếc xe cool phóng to lên gấp 400 lần, thêm một loại bao bôi tối tân. Mình sẽ cùng bật hết những tên xấu xa, cùng cho chúng thêm cơ hội. Ba lô quân siêu phàm với thiết kế 3D siêu ngầu, có điểm mút thoáng khí, hỗ trợ chống gù chỉ với 36 thẻ quà quân.